là một ông chủ nghiêm khắc có tiếng, Nhậm Chính Phi sẽ làm như thế nào khi nhận thấy nhân viên của mình phạm lỗi? Không phải trực tiếp phê bình hay đổi việc, đây mình chính là cách ông săn dạy nhân viên của mình, tinh tế khéo léo nhưng cũng đủ để mọi người phải kính phục. Ông đã làm gì? Đọc câu chuyện này mọi người sẽ hiểu. Một ngày nọ, trong lúc Nhậm Chính Phi đi ngang qua phòng thí nghiệm EDA của Huawei, ông đã thấy các kỹ sư trẻ, người mà ông thuê với mức lương cao đang ngồi chơi game bên trong. Vì vậy, ông đã đẩy cửa vào và hỏi họ, có thể chơi game trên máy tính không? anh kỹ sư trẻ đang chơi game liền trả lời. Trung tâm IND là nơi quan trọng, không phận sự, miễn vào. Mọi người nghe xong đều đổ mồ hôi, lo lắng cho anh, nhưng kết quả lại khiến mọi người đều bất ngờ, nhậm chính phi không nói gì và quay lưng đi ra ngoài. Tại sao điều này khiến cho mọi kỹ sư ở đó lại bất ngờ như vậy? Mọi người khi nhìn vào vẻ ngoài hòa nhã của nhậm chính phi thường nghĩ ông là người hiền hòa dễ tính. Nhưng thật ra ông lại là người nghiêm khắc có tiếng ở Huawei trong tình huống này ông lại chỉ quay lưng đi ra mà không nói một lời quả thực đã khiến mọi người rất kinh ngạc phải biết rằng điều mà huawei tự hào nhất chính là sự độc lập riêng biệt về nghiên cứu và phát triển công nghệ hơn nữa phòng thí nghiệm eda còn là nơi nhậm chính phi quan tâm và đầu tư lớn ngay từ khi bắt đầu xây dựng có thể nói đây chính là một trong những cơ quan quan trọng nhất của huawei là mạch máu của sự phát triển công nghệ vì vậy nhậm chính phi sẽ rất khó chịu khi thấy các kỹ sư chơi game trên các thiết bị này bởi suy cho cùng, những thiết bị này chính là mạch máu của Huawei, không được có chút sơ sót nào. Trước câu hỏi của sếp, anh chàng kỹ sư kia tuy hốt hoảng. Tuy nhiên, thực sự anh vốn không lười biếng, anh chỉ chơi chút trò chơi nhỏ trên máy tính, giết thời gian nhàm chán trong lúc chờ đợi kết quả nghiên cứu mà thôi. Tuy nhiên, trong tình huống này, thật khó mà giải thích cho sếp hiểu được sau khi nhậm chính phi rời đi, kỹ sư trẻ vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, sau đó lại chẳng có một hình phạt nào cả. Thay vào đó, Nhậm Chính Phi ra lệnh đặt một tấm biển ở lối vào của cửa phòng thí nghiệm. Trên biển ghi, trung tâm AND là nơi quan trọng, không phận sự miễn vào. Hành động này của ông khiến mọi người đều rất bất ngờ và kinh ngạc, nhưng những ai quen biết và hiểu ông thì chỉ mỉm cười ẩn ý. Tuy Nhậm Chính Phi rất nghiêm khắc trong công việc, nhưng ông là người cực kỳ quý trọng nhân tài. Tuy lần này ông không trực tiếp phê bình hay đuổi việc anh chàng kỹ sư kia, nhưng chỉ với hành động đặt biển trước phòng nghiên cứu cũng đủ để anh kỹ sư của mọi người tâm phục khẩu phục ông mượn lời của kỹ sư để nhắc nhở tất cả mọi người đây là nơi quan trọng và ông không muốn nơi này xảy ra một chút sơ sót nào cả qua câu chuyện này chúng ta đã phần nào hiểu được tại sao nhậm chính phi có thể dẫn dắt huawei phát triển tốt đến như vậy bí quyết nằm ở cách ông đối nhân xử thế không chỉ làm mọi người phải kiêng nể mà còn khiến mọi người phải tâm phục khẩu phục